Nam Mô Bụt Thầy giá, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Đắc Tham Má trên mạng Internet qua Bantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình kinh Tương Ưng Samyutta Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng chư thiên phẩm vườn hoan hỷ, bài 4 kinh Sắc Đế Lị. Khách Tí Giá Xuất Tăng ưu tú giữa đồng chủng sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng chư thiên phẩm vườn hoan hỷ, bài 4 kinh Sắc Đế Lị Khách Tí Giá Xuất Tăng ưu tú giữa đồng chủng. Tiếp theo chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hợp Tân, Thượng Tọa Bên Hạnh, cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh ở trong cái phẩm thứ hai, phẩm vườn quan hỷ của chương 1 Tương Ưng chư thiên. Bài kinh này có tựa đề là Khách Tí Giá Xuất Tăng Kinh Sắc Đế Lị. Và được nhận xét là kinh ưu tú giữa đồng chủng. Khi mà nói đến kinh Sắc Đế Lị Khách Tí Giá Xuất Tăng đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái này là nói về chiếc bán, cái danh từ chiếc bán, tức là ở trong nguyên bài kinh là lấy cái chữ đầu để mà đặt tên, như cái chữ đầu khởi đầu Khách Vô Đuý Và Đăng Sẽ Thô. Giữa các hàng hai chân
giữa chủng loại hai chân đó, giữa chủng loại hai chân thì sắc lị là tối thắng, sắc đế lị là tối thắng. Thì lấy cái chữ khách thế giá là sắc đế lị để đặt tên cho bài kinh. Còn khi mà chúng ta gom lại cả bốn câu ưu tú giữa đồng chủng, chủng loại hai chân hay chủng loại bốn chân, hay là các hàng thê thiếp, hay là các hàng con trai, các hàng con tá, con cái, cái chữ của tá này chúng ta dịch chung là con cái chứ không phải là chỉ riêng con trai không. Mặc dù cái danh từ là chỉ riêng con trai, nhưng mà ở đây chúng ta phải nói là con cái. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này vị chư thiên có đề cập đến bốn cái trường hợp ưu tú giữa đồng chủng. Nhưng mà cách suy nghĩ của vị trời đó là khác, mà cách nói của Đức Phật là khác. Chúng ta hãy nghe nội dung của bài kinh này qua cái lời giảng giải của Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan Quang Hỷ đọc cho chánh kinh của bài học, chánh văn của bài học. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu và cảm ơn quý sư. Bài học hôm nay ngày 1 tháng 5 2021, ưu tú giữa đồng chủng kinh Sắc Đế Lị khách Tí Giá Xuất Tăng, chương 1, tương ưng chư thiên phẩm vườn hoan hỷ. Sự khác biệt giữa chủng loại này với chủng loại khác là điều tự nhiên ở đời. Ngay cả trong cùng chủng loại thì vẫn có sự khác biệt giữa cá thể ưu tú và hạng tầm thường. Giá trị tạo nên sai biệt tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm nhận thức. Trong kinh này, vị thiên đã nói lên cái nhìn phàm tình gần với đa số cái nhìn thường thức trong lời dạy của Bậc Đại Giác thì hoàn toàn khác biệt. Kinh văn: giữa các hàng hai chân sắc lị là tối thắng, giữa các loài bốn chân bò đực là tối thắng, trong các hàng thê thiếp quý nữ là tối thắng, trong các hàng con trai trưởng nam là tối thắng. Bản hiệu đính: sắc đế lị ưu thắng giữa chủng loại hai chân, bò đực là ưu thắng giữa các loài bốn chân, trinh nữ là ưu thắng giữa các hàng thê thiếp, trưởng nam là ưu thắng giữa các hàng con trai. Thế Tôn: giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng, giữa các loài bốn chân, thuần chủng là tối thắng, trong các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng, trong các hàng con trai, trung thành là tối thắng. Bản hiệu đính: đấng chánh đẳng chánh giác là bậc lưỡng túc tôn, ngựa thuần chủng thuần hóa, ưu hạng tứ túc chủng, nhân tánh nhu thuận, ưu thắng giữa thê thiếp, trượng phu sống trách nhiệm, ưu thắng hàng nam giới. Thích văn: khách Tí Giá, hàng vua chúa, giai cấp thống trị, hàng chiến sĩ, Sâm Bút Thô, bậc toàn giác, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tự thân giác ngộ và có khả năng giáo hóa chúng sanh. Ashwa, người trung thành, người sống có trách nhiệm.
Thích nghĩa, theo sớ giải thì giữa các loài hai chân bao gồm chư thiên nhân loại thì chư Phật toàn giác là tối thượng. Giữa các loài bốn chân thì có loại tuấn mã thuần chủng thuộc giống ngựa quý lại được thuần hóa trở nên ưu việt về sắc vóc và khả năng. Giữa những hàng nữ nhân thì thục nữ là tối thắng. Giữa hàng nam nhân thì người đàn ông sống có trách nhiệm được ca ngợi là tốt nhất. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ca Giá. À, con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là cái bài học với cái tựa đề là ưu tú giữa đồng lộ, đồng chủng. À, trong cái phẩm chương Tương Ưng Chư Tiên, phẩm Vườn Quan Hỷ ấy, thì nội dung cái phần chánh kinh cũng đã đọc. Chúng tôi xin nhắc lại, đọc lại cái phần chánh kinh mà Đức Phật Ngài dạy ở trong cái bài kinh hôm nay. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái phần chánh kinh á, chánh văn á, thì giữa các loài hai chân sát đế lệ là tối thắng. Giữa các loài bốn chân thì bò đực là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp quý nữ là tối thắng. Trong các hàng con trai trưởng nam là tối thắng. Bản hiệu đính của Thượng Tọa Giác Đẳng thì sát đế lỵ là ưu thắng giữa chứng loại hai chân. Thì bò đực là ưu thắng giữa các loại bốn chân. Trinh nữ là tối thắng giữa các hàng thi thiếp. Trưởng nam là ưu thắng giữa các hàng con trai. Thì ở đây đó là cái câu chuyện được biết là một cái vị thiên khi mà đến để thưa với Đức Phật, theo cái quan điểm, cái nhìn nhận của một vị thiên này thì phải nói rằng đó là một cái nhìn nhận thường thức thế thường ở trong cuộc đời này, ở trong cái xã hội này. Khi mà vị thiên này nói rằng là xá lị đó là một cái gọi là một vị vua là giữa các loài hai chân, thì chúng ta cũng biết đó. Rồi bò đực là tối thắng giữa các loài bốn chân, hay hoặc là trinh nữ là tối thắng giữa các hàng thi thiếp. Rồi trưởng nam là ưu thắng là giữa các loài các hàng con trai. Thì đó là cái nhìn thường thức của một vị thiên. Thì nói đến cái gọi là ưu thắng ở trong cái gọi là ưu tú ở trong đồng loại, ví dụ bây giờ nói là giữa con người giữa hai chân ấy, thì rõ ràng là nếu mà nói trong cái quả địa cầu này ấy, thì trong cái trái đất này, hành tinh này ấy, thì vị vua là cái vị mà có quyền bính ở trong tay, rồi có thê thiếp, có quân đội, có quyền lực, có nhiều thứ, ruộng đất, của cải, gian sang, có đủ. Thì theo vị thiên thì nghĩ rằng đó là một cái vị trời, vị vua là tối thắng trong các loài hai chân. Rồi theo vị thiên thì bò đực là tối thắng. Thì ở đây thì có chỗ thì dịch là gọi là con ngựa thuần chủng là tối thắng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái bò đực hay là con ngựa, bởi vì mình biết là ngày xưa đó là vua thì có nào là tượng binh,
rồi nào có mã binh, rồi có quân binh, quân sĩ, rồi có những cái chiến xa binh, nói chung là có những cái con ngựa mà ở đó, những con ngựa mà gọi là con ngựa thuần chủng, con ngựa thuần chủng tức là có những loại ngựa mà chúng ta biết là nó đẹp, nó vừa đẹp, rồi nó vừa có sức khỏe, và nó vừa giỏi giắn, và nó vừa thông minh. Những loại ngựa là như vậy. Có những loại ngựa thì chỉ giới hạn thôi, chỉ giới hạn. Giới hạn ví dụ như nó có đẹp nhưng mà nó không khỏe, hay hoặc là nó khỏe mà nó không đẹp, hoặc là những con ngựa thì nó cũng chưa có đạt được cái sự thông minh của nó, sự giỏi giang của nó. Thì đây là những cái con ngựa thuần chủng đó, là những cái con ngựa mà đáng quý. Hay là trong các hàng thi thiếp thì ở đây đó thì bản hiệu đính gọi là quý nữ, quý nữ là tối tháng. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng thực sự ra thì cái người phụ nữ mà gọi là đảm đang, người phụ nữ mà gọi là người ta gọi là có cái gọi là tứ đức, theo Nho giáo thì ta gọi là tứ đức, tức là công dung ngôn hạnh có đầy đủ. Thì những cái người phụ nữ mà vừa là có đức hạnh, vừa là hiền thục, mà vừa là giỏi giang, rồi vừa mà có cái sắc đẹp nữa, thì cộng những cái yếu tố còn như vậy đó, thì những cái người phụ nữ gọi là những cái người phụ nữ nhu thuận, có nghĩa là người phụ nữ luôn có một cái tính mà ở đây tính vị tha, hay là cái tính phan dung đối với một người phụ nữ, hay là đối với chồng con, đối với những người chung quanh đó, thì là những cái người phụ nữ mà người ta gọi là biệt, hay là những người phụ nữ ưu tú, hay là những người phụ nữ thuần chủng. Rồi trong các hàng con trai thì trong các hàng con trai thì người ta gọi là trưởng nam mà tối thắng, thì đây là cái nhìn của một vị thiên thôi. Nhưng mà ở đây đó thì trước nhất đó là Đức Phật ngài giải thích như thế này. Ngài nói rằng giữa các loài hai chân á, thì theo Đức Phật á, thì nói là ngài dạy rằng là giữa các ngài hai các loài hai chân á, thì chánh giác là tối tăng. Thì ở đây đó quý vị biết rằng có hai chân ấy, nói như cái tiếng Hán là lưỡng túc, là cái loài hai chân, hai chân. Thì trước nhất đó là chúng ta thấy rằng nói đến những cái loài hai chân thì Đức Phật của chúng ta đó, Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, là một cái vị mà gọi là người ta có thể giải thích rằng là sự lưỡng túc, có nghĩa là điều thứ nhất đó là Đức Phật ngày ly dục, ly phiền não, ly dục, ly phiền não. Chúng ta thấy ở trong cái thế giới này đó, trong thế giới này là từ ở chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn đó, thì Đức Phật người ta đó chỉ có những cái sự thành tựu ở một mức độ nào đó thôi. Ví dụ như chúng ta thấy các cái vị phạm thiên sắc giới đó, thì người ta vượt ra khỏi dục, người ta ly khỏi dục, nhưng mà người ta còn vướng ở trong cái sắc ái, người ta còn vướng ở trong cái sắc ái. Rồi những vị phạm thiên mà vô sắc giới đó, thì người ta vượt ra khỏi sắc, nhưng mà người ta vẫn còn cái vướng dấp ở trong cái vô sắc ái đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật á, là một cái vị mà vượt ra khỏi những cái phiền não, không có cái sự trói buộc, sự ràng buộc của phiền não, tức là vượt ra khỏi các cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái, không còn bị cái trói buộc của phiền não nữa. Đó là một cái mình hiểu là một cái vị mà đã vượt ra, gọi là một cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó thì người ta gọi là chúng trung tôn.
chú Trung Tôn, ví dụ như bên Bắc truyền người ta là Phật đó là Ly Dục Tôn, chúng Trung Tôn, vân vân. Thì ở đây đó là chúng Trung Tôn, tức là giữa các cái loài đó, tức là những cái chúng sinh đó, những cái hội chúng đó, từ hội chúng Sa Môn, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Phạm Thiên, hội chúng Chư Thiên, hội chúng nhân loại, vân vân. Thì Đức Phật là một vị xuất chúng, xuất chúng. Cho nên là trong cũng trong kinh Tăng Chi á, thì có thể nói rằng một người mà xuất hiện ở đời này đó thì mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người, người đó là ai, người ấy chính là Như Lai Chánh Đẳng Giác. Có nghĩa là khi mà Đức Phật ngài xuất hiện giữa các cái hội chúng đó đó, thì ngài là một cái bậc xuất chúng, xuất chúng. Xuất chúng ở đây đó là Đức Phật ngài tuyên thuyết cái giáo pháp này, tuyên thuyết cái giáo pháp này, và chính ngài tuyên thuyết cái giáo pháp này đó mới mang lại cái an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người từ ở nơi Đức Phật. Vì vậy cho nên là nếu mà nói rằng trong các cái hội chúng đó đó thì Đức Phật là một vị xuất chúng, xuất vượt lên trên khỏi các cái chủng loại đó, hay là các cái hàng đó, hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên, Chư Thiên, Ma Vương, vân vân. Thì ngài vượt ra khỏi những cái, và ngài mới dõng dạc để mà ngài tuyên bố cái chánh pháp này, để rọi xấu và mang lại cái sự an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên vì vậy cho nên là người ta gọi là một bậc mà gọi là lưỡng túc, tức là một vị mà vừa là vượt ra khỏi phiền não và vừa là giữa các cái chủng loài, từ ở Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại đó, thì ngài là những vị mà là vị mà dõng dạc tuyên bố cái chánh pháp này, mang lại cái lợi ích cho chư thiên và loài người. Như vậy thì Đức Phật ngài nói là đấng chánh đẳng giác á, giữa các loài hai chân á, thì chánh giác là tối thắng, chánh giác là tối thắng. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, ngài xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta được biết đó là quả địa cầu của chúng ta có năm vị Phật ra đời, nhưng mà đã ra đời hết bốn vị Phật rồi, từ quá khứ tới giờ là bốn vị Phật rồi, và còn một vị Phật ở trong tương lai nữa sẽ ra đời. Nhưng mà rồi đó là trong khoảng cách thời gian giữa vị chánh đẳng chánh giác này đến vị chánh đẳng chánh giác khác đó thì cách rất là lâu, cách khoảng là lâu. Và trong khoảng thời gian đó, nếu mà cái giáo pháp của một vị chánh đẳng chánh giác đó còn thì không có thể xuất hiện một vị chánh đẳng chánh giác mới. Vì vậy trong khoảng thời gian đó đó thì chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới là mang lại cái nguồn an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và trong khoảng thời gian đó thì không có ai trên cuộc đời này, trên thế giới này có thể đủ sức hay là đủ cái khả năng để mà tuyên thuyết cái giáo pháp đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật là một xuất hiện kỳ diệu, một sự xuất hiện hiếm có. Như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng Kicho Buthanang Upado, có nghĩa là khó thai được một Đức Phật ra đời, được Đức Phật ra đời. Cho nên là khi mà ngài xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta thấy rằng ngài thuyết pháp thì có chư thiên ở các cái cảnh giới, rồi các vị phạm thiên ở một số cảnh giới, các ngài cũng vân tập về ở cõi nhân loại khi mà họ nghe pháp Đức Phật. Rồi từ ở các cái khi mà ngài hoằng pháp trong suốt 45 năm đó đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái chủ thuyết của ngoại đạo như lớn nhóm luật luật sư ngoại đạo vậy, họ có những cái chủ thuyết riêng của họ, và những chủ thuyết đó đó
thì nó cũng có cái sự giới hạn nhất định. Trong khi Đức Phật thì Ngài tuyên thuyết và ở trong cuộc đời Đức Phật thì chúng ta thấy rằng Đức Phật gặp nhiều cái người có những cái lý luận, cũng xem họ tự cho họ là cái người mà lý luận thật là giỏi, thật là đặc biệt. Khi mà gặp Đức Phật thì họ cũng có thể là họ nghĩ rằng họ sẽ là chiến thắng Đức Phật, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng bại trước Đức Phật, bởi vì họ chỉ là những cái chủ thuyết mang cái tính mang cái tính gọi là hí luận, hay là mang cái tính gọi là phiến luận, mà ở đó họ không có đủ cái sức nói lên cái sự thật. Mà ở đó Đức Phật Ngài đã nói lên cái sự thật bằng sự thực nghiệm và chứng ngộ của chính Ngài. Và điều đó được đúc kết qua cái khả năng trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên là ở đây nói rằng là giữa các loài hai chân thì chánh giác á, tức là tối thắng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật là cái người mà ly dục phiền não hoàn toàn. Mặc dù là trong kinh điển Pali chúng ta là cả ba hạng Phật, tức là Samma Sambuddho, tức là chánh đẳng chánh giác, rồi Paccekabuddho, tức là các vị độc giác, rồi Savakabuddho, tức là chỉ cho các vị thinh văn thánh đệ tử của Đức Phật. Thì những vị này là những vị A-la-hán, là những vị hoàn toàn đoạn tận phiền não. Cho nên là về mặt nào đó thì phiền não đã đoạn tận, như Đức Phật là vị mà đã đoạn tận hoàn toàn phiền não. Cái thứ hai nữa là giữa chúng chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn, chư thiên, thì Ngài dõng dạc tuyên bố cái giáo pháp này. Và từ khi mà Ngài tuyên bố cái giáo pháp này thì ở đó chúng sanh, nhân loại và chư thiên đều được cái sự lợi lạc. Đó là như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói rằng là giữa các loài hai chân thì đấng chánh giác là tối thắng. Giữa các loài bốn chân thì chánh giác là tối thắng. Thì ở đây nói là con bò đực hay là con ngựa thì đó là theo cái nhìn thường thức thôi. Nhìn thường thức có nghĩa là chúng ta biết là nếu mà ta nói là con bò hay là con ngựa là cái giống quý, là một cái tài sản quý, mà nếu con ngựa, chúng ta thấy là có những con ngựa nó cũng là vừa đẹp, nhìn vô cái sắc diện của nó cũng thấy đẹp, cái dung sắc cũng nó thấy đẹp, rồi nó chạy cũng giỏi, rồi nó cũng thông minh. Tức là những cái yếu tố đó mà con ngựa thuần chủng, tức là con ngựa mà chúng ta biết là nó có những cái loại ngựa mà nó lai con la, tức là nó cái giống nó không được đẹp, cái giống nó không được khỏe, hay là cái giống nó không được thông minh, thì cái con ngựa thuần chủng đó, cái con ngựa thuần chủng đó, là một cái con ngựa mà nó vừa nó vừa thông minh, nó vừa giỏi giắng khỏe khoắn, rồi nó vừa đẹp, rồi nó là con ngựa mà dễ điều phục, dễ điều phục. Tại vì sao? Chúng ta thấy rằng có những loại ngựa đó thì nó được cái này nhưng mà nó không được cái khác. Ví dụ như là nó bự con, nó to con, nhưng mà loại nó cũng đâu không được khỏe, nó không được khỏe. Rồi có những loại ngựa tuy là nó khỏe, nó đẹp như vậy, nhưng mà nó lại không thông minh. Thì nếu mà con ngựa mà nó lai á, thì nó mất đi những cái chất thuần chủng của nó rồi. Và có những cái loại ngựa rất là quý, người ta có thể nói rằng, chúng tôi thấy rằng là giống như cảnh sát của Việt Nam vậy đó. Trong những năm gần đây, tức là họ mua những cái giống ngựa về mà họ nói là những cái con ngựa tuy rằng nó không có to con, nó không có to con mà nó leo núi rất là giỏi. Có lẽ là cảnh sát Việt Nam muốn sử dụng cái con ngựa đó là đi dùng ở Tây Bắc, ở trên đồi núi,
để đi nó đi thật là khỏe. Tuy con ngựa nó không lớn, không phải bồm dồm đệ vệ như là cái con ngựa ở châu Âu, nhưng mà được biết đó là người ta mua cái giống ngựa đó từ đâu bên Mông Cổ người ta đem về, thì có lẽ là người ta cũng nghiên cứu đến cái môi trường ở tại Việt Nam để cho những con ngựa đó nó sẽ đi những cái vùng trên núi, rồi đi vùng Tây Bắc hoặc nó đi trong rừng, nó dễ dàng hơn, nó không cần phải chạy nhanh, miễn nó giỏi, nó khỏe, nó nhanh, nó lẹ là tốt rồi. Người ta nghĩ là như vậy. Thì ở đây đó là nó là một cái con ngựa mà thuần chủng, thì ở đó chúng tôi nghĩ rằng con ngựa đó nó vừa có sức khỏe, nó vừa đẹp, nó vừa thông minh, và nó vừa dễ điều khiển, điều phục nó. Bởi vì nếu mà con ngựa mà nó thông minh mà nó chứng cũng không được, mà con ngựa nó khỏe mà nó chứng cũng không được. Cho nên nếu mà con ngựa nó dễ thuần phục nó đó, thì là con ngựa đáng quý, đáng quý. Cái như vậy thì ở đây có thể nói rằng là người ta xem con ngựa là một cái thứ tài sản quý của họ. Thì nếu mà đã là chọn một cái con ngựa là một thứ tài sản quý đó, thì người ta chọn một cái con ngựa thuần chủng. Con ngựa thuần chủng mà chúng tôi đã nói, đã xem như là một cái thứ tài sản. Ngày xưa thì có lẽ con ngựa nó cũng là chuyên chở người ta đi nó mau, thay thế bằng những cái phương tiện là xe cộ như ngày hôm nay, hoặc là những cái phương tiện khác nhanh hơn. Nhưng mà ngày xưa con ngựa là những cái phương tiện mà di chuyển rất là nhanh, rất là, và xem như đó là một cái tài sản quý, như là ngày xưa người ta quan niệm như vậy. Thì rõ ràng là cái con ngựa thuần chủng đó là một cái con ngựa rất là đáng quý, theo như Đức Phật ngày dạy rằng là hàng ngựa thuần chủng là hàng ngựa mà nó, thí dụ như chúng ta thấy rằng nó là con ngựa mà con vật gì cũng vậy, nếu mà người ta đã thuần phục được nó có thể chịu đựng được cái môi trường, nó có thể dễ dãi, nó gọi là dễ dãi đó, dễ lắng nghe, nó dễ dãi, nó nghe người chủ điều khiển như thế nào, thì đó là con ngựa mà người ta xem như là con ngựa giỏi đó, con ngựa giỏi. Bởi vì nếu như con ngựa mà nó có khỏe khoắn gì đi nữa, nó có thông minh gì đi nữa, nhưng mà mình điều phục nó không được, nó chứng á, thì rõ ràng là cũng không phải là một cái giống ngựa quý. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng, ngài dạy rằng giữa các loài bốn chân á, thì cái thuần chủng là tối thắng, thuần chủng là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng gọi là cái người phụ nữ, mình gọi chung là cái người phụ nữ, thì ngày nay đó thì chúng ta biết rằng là người ta để mà nhận định hay là người ta để nhận xét một cái người phụ nữ được gọi là đẹp ấy, thì nó nhiều mặt giống như là ở Nho giáo mà người ta quan niệm là tứ đức vậy đó. Tứ đức của người phụ nữ tức là công, là phải giỏi giắng, tức là người phụ nữ phải siêng năng, phải giỏi giắng, giỏi giắng ở trong cái công việc, vai trò của một cái người phụ nữ là công. Rồi dung là phải là cái sắc đẹp, cái sắc đẹp của người phụ nữ như thế nào được gọi là người sắc đẹp, thì ở đó nhận định là cái người phụ nữ là cái người như thế nào được gọi là đẹp. Như đẹp thì đánh giá theo mỗi cái quan điểm, quan điểm của mỗi cái vùng miền, mỗi quốc gia, mỗi châu lục, người ta quan niệm về cái sắc đẹp của một cái người phụ nữ nó có thể khác nhau, nó có thể khác nhau. Ví dụ như là mình là người châu Á, là người da vàng chẳng hạn như vậy, rồi mình nhìn cái người nào mà trắng không có đen là cái người đó đẹp. Còn nếu mà có đẹp gì đi nữa thì cũng là mà da đen thì người ta không không
coi là đẹp. Nhưng mà người ở ở châu Phi đó, chúng ta thấy rằng có những cái người hoa hậu da màu, tức là những cái người ở châu Phi họ cũng có những cái người những hoa hậu da màu, tức là họ đen nhưng họ có cái đẹp riêng của họ. Chúng tôi nghĩ rằng cái đó, đó là cái quan niệm tùy theo mỗi cái châu lục, mỗi cái quốc gia, rồi mỗi cái địa phương nó quan niệm về khác nhau. Nhưng mà nói đến cái dung sắc của người phụ nữ, rồi cái lời nói của người phụ nữ, cái lời nói của người phụ nữ, tức là chúng ta nói gì nói, nhưng mà cái người phụ nữ mình nói mà mình hung dữ quá thì cũng không được, cũng không đúng. Mình nói chuyện ra thì nó hơi nặng lời, hay nói những lời thô lỗ đó thì cũng không được. Bởi vì cái ngôn từ của một cái người phụ nữ là phải dịu dàng. Nói như vậy không có nghĩa là người phụ nữ dịu dàng mà người đàn ông không có dịu dàng. Nhưng mà dịu dàng ở đây đó, chúng ta hiểu là cái đặc tính của cái đặc tính thiên bẩm một người phụ nữ. Nhưng mà nếu như một người phụ nữ không dịu dàng, không có lời nói, giống như trong Phật giáo chúng ta nói đến ái ngữ, thì ở đó cái lời nói phải là vừa là chân thật, thì vừa phải nói những lời nghe nhẹ nhàng dễ nghe, nghe nhẹ nhàng dễ nghe vậy. Hoặc là nói những cái lời nhã nhặn từ tốn, thì đó là những cái đặc tính của cái ngôn ngữ, cái lời nói của người phụ nữ. Rồi cái đức hạnh của người phụ nữ thì theo Nho giáo thì họ quan niệm là đối với cái người phụ nữ gọi là có những cái đức hạnh nhất định người phụ nữ. Thì ở đây đó, nói đến cái người phụ nữ mà gọi là nhu thuận đó, thì có thể nói rằng là giống như là chúng ta nói là công dung ngôn hạnh. Rồi ngày nay đó, các cái hội thi mà gọi là hoa hậu ở trên thế giới đó, thì người ta không chỉ có cái thi về sắc đẹp không, mà người ta còn thi về kiến thức, rồi tấm lòng, cái tấm lòng của cái tâm của cái người hoa hậu đó ra sao nữa. Chứ không phải là rồi kiến thức hiểu biết của cái người phụ nữ đó, rồi cái tấm lòng của người phụ nữ đó. Ví dụ như người ta hỏi những cái câu là như là khi mà đoạt giải rồi thì cô sẽ sử dụng một cái đồng tiền này như thế nào, thì tùy vào người ta sẽ trả lời cái câu hỏi, hoặc là người ta hỏi dài ba câu khác nữa để làm cái người phụ nữ đó họ sẽ trả lời. Thì qua cái câu trả lời đó thì hội đồng chấm thi người ta sẽ đánh giá được cái tâm hay đạo đức của cái người hoa hậu đó ra sao. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là nếu chúng ta gọi là cái người nhu thuận đó, thì người phụ nữ nhu thuận đó, thì cái người đó phải có, thứ nhất đó là phải có kiến thức, rồi vừa phải có cái sắc đẹp, rồi phải có kiến thức, rồi phải có cái tấm lòng đạo đức. Hay nói cách khác, tức là cái người nhu thuận là cái người đó phải có cái tấm lòng vị tha. Vị tha trước nhất là đối với gia đình của mình. Mình phải có cái tình thương đối với gia đình của mình. Rồi mình sẽ có cái tấm lòng vị tha, tức là mình phải có cái tình thương đối với những người chung quanh của mình. Thì mình mới có thể chia sẻ được ở trong cái điều đó. Hoặc là mình có một cái tấm lòng khoan dung, tức là mình có thể một cách rất là rộng rãi và thoải mái, chứ không phải là bó hẹp hay là giới hạn ở trong một khoảng nào hay là một khía cạnh nào. Và ở đó đó gọi là một cái người nhu thuận. Nếu mà gọi là một cái người nhu thuận thì cái người phụ nữ đó, khi mà họ có ở gia đình, chưa có gia đình thì họ sống trong gia đình, thì sống trong gia đình thì thể hiện một cái người con gái, một cái người phụ nữ, người con gái là đoan trang, người con gái có đức hạnh, từ công dung ngôn hạnh. Rồi khi mà họ xuất giá thì cái người phụ nữ đó là những người mà có tấm lòng vị tha, trước nhất là vị tha đối với chồng con,
hoặc là khoan dung đối với chồng con, sau đó có vị tha và khoan dung với những người chung quanh. Hay là những người mà người ta nói rằng là cái người phụ nữ mà thường là sống quan tâm đến gia đình, quan tâm đến gia đình, có nghĩa là chồng con lúc nào họ cũng quan tâm tới, và dù người chồng có lỗi như thế nào đó thì họ cũng có thể là dễ dàng tha thứ hơn nhờ cái tấm lòng vị tha đó, hay là nhờ cái tấm lòng khoan dung đó, mà ở đó gọi là những người phụ nữ nhu thuận, nhu thuận. Bởi vậy cho nên là mặc dù là trong kinh Tăng Chi nói rằng có bảy hạng vợ, chẳng hạn thất chủng cu thê, rồi là có những cái người vợ được sánh như thế này, được ví như thế kia, nhưng mà có những cái hạng vợ đó thì là một trong những cái người phụ nữ mà đảm đang ở trong gia đình và biết thương tưởng cũng như là vị tha và khoan dung ở trong gia đình đối với những người chung quanh cũng vậy. Thì đó là những cái người phụ nữ gọi là, ta gọi là nhu thuận, nhu thuận. Và ở cuối cùng đó thì ở đây Đức Phật ngài dạy trong các hàng con trai đó là trung thành là tối tối thắng. Thì xin thưa quý vị rằng là dù là nói có chỗ nói là trưởng nam hay là út nữ, út nam gì đó, thì chúng tôi thấy rằng ở ngoài miền Bắc á thì người ta quan trọng con trai cả, con trai lớn. Bởi vì con trai lớn là thờ cúng ông bà, tổ tiên, rồi là giữ gìn cái gì đó, gia tộc, rồi lo chuyện cúng tế gia tộc trong gia đình. Hoặc là cha mẹ chỉ sống với con trai lớn, con trai cả. Nhưng trong nam thì người ta còn có cái quan niệm là sống với con trai út. Con trai út thì mình thấy giữa cùng là một quốc gia, hai miền đất nước, miền Nam và miền Bắc ấy, thì cũng đã có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà dù là chúng ta nói con trai lớn hay là con trai cả hay là con trai út gì đi nữa đi nhé, thì cái điều đó không quan trọng. Đối với Đức Phật là không quan trọng. Bởi vì chính vì cái quan điểm mà khuyến diện một mặt nào đó thì nó cũng không đúng. Hoặc là người ta nói rằng nhất nam giết khổ, thập nữ giết vô, chẳng hạn như vậy. Đó là quan niệm của người Trung Hoa. Tức là dù có 10 gái cũng là không, nhưng mà chỉ cần một đứa con trai là có, là có, là xem như có. Tại vì xem là đứa mà nói lửa tông đường, rồi thờ cúng ông bà cha mẹ, thì cái điều đó đó chúng ta thấy trong xã hội này nó không có nhất thiết là một cái là con trai út hay là con trai cả đó, hay là con trai hay là con gái gì. Có người họ cho rằng con trai mới là có hiếu được, con gái không có hiếu. Mà chúng tôi thấy có những gia đình đó, con gái nó còn có hiếu hơn con trai nữa. Và có nhiều khi có những gia đình đứa con trai út nó lo hơn là con trai cả nữa. Rồi có những gia đình đó, thì con trai cả nó lo hơn con trai út nữa. Thì điều này nó không có nhất thiết cái gì hết. Mà ở đây á, Đức Phật này nói là gọi là trong các hàng con trai á, trung thành là tối tối thắng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng gọi là trung thành là cái gì? Khi mà vị thiên cho rằng con trai trưởng là nhất, trưởng nam là nhất, hay là út nữ, út nam là nhất, thì cái chuyện đó nó không quan trọng. Mà Đức Phật ngài nói ở đây đó là cái người mà gọi là trung thành là gì? Cái người mà biết sắp xếp công việc ở trong gia đình. Giống như chúng ta nhớ ở trong kinh Trường Bộ, kinh Thi Ca La Việt đó, thì Đức Phật ngài dạy có năm bổn phận của một người con. Năm bổn phận của một người con. Cái bổn phận thứ nhất là cái người con đó, nó là phải biết phụng dưỡng mẹ cha, phải biết nuôi dưỡng mẹ cha. Cái người con ở đây đó là không có nhất thiết là con trai hay con gái, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì không phải là con trai mới là phụng dưỡng cha mẹ, là con trai mới có hiếu cha mẹ, là con gái là có hiếu cha mẹ. Nhưng mà ở đây hả, là con thì mình đều là có thể hiện một cái bổn phận của một người con, là trước nhất á, cái điều bổn phận thứ nhất á, là mình phải nuôi dưỡng cha mẹ.
cái điều đó là trước tiên. Tại vì dù sao đi nữa thì cha mẹ nuôi nuôi mình á, thì mình phải có cái nhiệm vụ là nuôi lại, nuôi dưỡng cha mẹ. Cái cách đó là cái cách báo hiếu. Cái bổn phận hai của một người con á, là làm việc thay thế cho cha mẹ, hay là gánh vác á, gánh vác. Thì giống như ở đây đó, là một cái người mà gọi là người con trai á, là người biết sắp xếp lo những cái công việc ở trong gia đình của cha mẹ mình. Không phải là mình cha mẹ nuôi mình lớn lên rồi mình lớn vai lớn vóc rồi đó thì mình lại là mặc kệ nó, là giống như là ông bà sanh mình ra thì cứ ông bà sanh mình ra đó thì cứ để cho ông bà nuôi mình. Rồi mình cứ ăn rồi đi chơi rồi cũng chẳng quan tâm gì tới gia đình, chẳng lo có trách nhiệm, gọi là cái người mà không có trách nhiệm. Trước nhất là trách nhiệm đối với bản thân, mình là một con trai ở trong gia đình, hay là mình là một đứa con gái ở trong gia đình, chững chạc ở trong gia đình, đứng đắn ở trong gia đình, ví dụ vậy. Thì ở đây đó là cái người mà làm việc thay thế cho cha mẹ cũng như là gánh vác, giống như là một ở đây đó là gọi là cái người mà sao gọi là biết sắp xếp những cái công việc, biết nghe lời cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ. Và cái bổn phận thứ ba là gìn giữ truyền thống của gia đình, giữ gìn truyền thống. Ở trong gia đình có những cái truyền thống quý báu, những gì truyền thống tốt đẹp, thí dụ như người ta hiếu hạnh, người ta biết kính trên người nhường dưới, hay là có những truyền thống mà lễ phép, hay là có những truyền thống mà mở đó biết kính nhớ tổ tiên. Thì nhớ là có nghĩa là nhớ đến cội nguồn của mình, nhớ đến cội nguồn của mình, nhớ đến cái người mà sanh ra ông bà cha mẹ rồi mới sanh ra mình. Nhớ đó là nhớ gọi là biết ơn, để thể hiện cái đức tính của một cái người biết ơn là như vậy. Rồi là cái bổn phận thứ tư nữa là mình làm sao để xứng đáng là cái người kế thừa tài sản do cha mẹ giao lại. Ví dụ giờ một đứa con mà ăn chơi trác táng thì chẳng dám nào mà thì chẳng khi nào mà cha mẹ dám giao tài sản cho đứa con đó. Bởi vì giao tài sản cho đứa con đó thì sớm muộn tài sản nó sẽ bị mất đi, sẽ bị thất thoát đi. Cho nên là đứa mà con ăn chơi trác táng thì cũng không được. Cái đứa mà nó không đủ cái thông minh, không đủ cái trí tuệ để mà nó giữ gìn hay nó bảo vệ cái tài sản thì cũng chẳng dám. Thí dụ như bây giờ trong một gia đình mà có đứa nó khờ khờ đi, nó không có đủ cái trí khôn để mà nó gìn giữ tài sản. Thậm chí cha mẹ còn phải lo cho nó đến khi mà nó tới già, tới chết luôn. Rồi nhiều khi rồi cha mẹ già yếu rồi không lo được cho nó nữa, rồi cũng nhắn nhủ lại, rồi gửi gắm lại cho anh em nó lo cho nó. Thì cái đứa mà nó không được khôn ngoan đó, cái trí tuệ không có đó, thì cha mẹ cũng chẳng dám đã giao tài sản cho nó. Mà ở đây đó là một người con, cái bổn phận thứ tư của một người con đó, là làm sao để xứng đáng là cái người kế thừa cái tài sản cha mẹ giao. Mình nghe nói cái tài sản thì nó lớn, có vẻ là nhà cửa xe cổ đất đai vàng bạc châu báu gì đó, nhưng mà có thể nói rằng những cái tài sản, cái của cải mà cha mẹ, những cái di vật mà cha mẹ để lại là những cái mà rất là đơn giản thôi, nó không có giá trị về vật chất, nhưng mà cái đó là cái của cải cha mẹ để lại, những cái rất là đơn giản. Như chẳng hạn cái nồi, cái chén gì đó, cái bàn, cái ghế gì, cái nhà, cái cửa, tuy là nó không phải là cao sang gì hết, nhưng mà đứa con biết gìn giữ cái tài sản đó, thì đó là một cái bổn phận thứ tư của một người con. Và cái bổn phận thứ năm của một người con nữa đó là gì? Phải biết cúng tế, rồi tạo phước để hồi hướng cho cha mẹ. Bởi vậy cho nên là trong cái văn hóa người Việt của mình á, là cúng nhớ ông bà tổ tiên. Cái người mà có ảnh hưởng
là người Phật tử hay là những người mà không phải Phật tử, họ ít nhiều có cái thiện cảm đối với đạo Phật đó, thì người ta cũng phải biết cúng nhớ tổ tiên của họ, tức là thờ cúng ông bà, thờ cúng ông bà. Thì cái chuyện thờ cúng mà chúng ta cúng dỗ này kia đó là trong văn hóa, bởi vì chúng ta nhớ ngày năm ấy cha mình qua đời, hay là ngày này năm ấy bà mình qua đời, vân vân. Thì đó là cái để mà thể hiện cái pháp nhớ ơn. Rồi cúng là để thể hiện cái gọi là con hiền cháu thảo thôi. Con hiền cháu thảo, mình ăn cái gì mình cúng cái đó, nhớ ngày này năm đó mình cha mình qua đời, ngày này năm đó mẹ mình qua đời, để mà mình tưởng nhớ lại, để thể hiện cái pháp tri ân và đáp ơn. Và đối với lại trong văn hóa của Phật giáo đó là chúng ta thường có tạo phước để cúng dường cho ông bà, cúng dường đến với chư tăng, để chúng ta hồi hướng đến phước cho ông bà cha mẹ. Thì đó cũng là cái cách đáp ơn, hay hoặc là chính bản thân mình tự tạo được cái phước lành do mình cúng dường đó. Như vậy thì mình biết rằng là một cái người con mà gọi là sống có trách nhiệm, một cái người con mà sống có trách nhiệm ở đây đó là sống có trách nhiệm là trách nhiệm với bản thân. Trước nhất là trách nhiệm với bản thân mình tự là có đạo đức, tự sống tốt, biết những gì tốt mình làm, những gì xấu mình tránh, những gì không hay thì mình tránh, những gì đúng đắn thì mình làm. Đó là trách nhiệm với bản thân. Và trách nhiệm với bản thân là những gì mà cái túi khôn trong cuộc đời này, tức là tri thức ở cuộc đời này, chúng ta cần phải học hỏi, rồi chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của chính mình. Đó là mình có trách nhiệm với bản thân. Rồi trách nhiệm với gia đình. Trách nhiệm với gia đình là đối với ông bà, cha mẹ, đối với vợ con, đối với vợ con hay là đối với chồng con, chẳng hạn là như vậy. Thì chúng ta có trách nhiệm với những người đó, là trách nhiệm đối với gia đình, hay là trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ chúng ta, hay là trách nhiệm với chồng con, vợ con, vì đó. Thì đó là cái trách nhiệm với bản thân. Rồi cái trách nhiệm với cái xã hội, tức là mình góp phần cho cái việc mà xây dựng nên cái xã hội này nó được tốt đẹp. Cái xã hội này được tốt đẹp, tức là một bản thân của chúng ta sống tốt, vừa là tốt cho mình, vừa làm gương mẫu cho những người chung quanh của mình. Và nếu mà chúng ta đã góp phần cho cái một góp phần nho nhỏ ở trong cả toàn thể cái xã hội này, thì làm cho cái xã hội này tốt đẹp, tức là chúng ta đã có cái trách nhiệm đối với xã hội. Trách nhiệm với xã hội. Thì ở đây trong bốn cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là giữa các loài hai chân, thì đấng bậc lưỡng túc đó, tức là đấng chánh đẳng chánh giác là tối thắng, mà chúng tôi đã giải thích khi nãy, tức là một vị Đức Phật của chúng ta là bậc mà ly phiền não, ly dục hoàn toàn, ly phiền não hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là Ngài giữa cái thế giới chư thiên ma vương và phạm thiên này đó, Sa môn Bà La Môn, Ngài dõng dạc tuyên bố cái giáo pháp này, và chính cái giáo pháp này mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người. Đó là bậc lưỡng túc tôn, hay là bậc đấng chánh đẳng chánh giác, là bậc mà tối thắng trong các cái loài hai chân. Rồi giữa các cái loài bốn chân á, giữa các loài bốn chân á, thì thuần chủng là tối thắng. Thì ở đây là những cái, mình có thể nói là giống ngựa là được thuần chủng, tức là nó không bị lai tạo từ giống này giống kia. Nó có thể nói rằng cái thuần chủng ở đây đó là con ngựa đó vừa đẹp, vừa khỏe, vừa thông minh và dễ điều phục, dễ thuần phục cái con ngựa đó. Thì đó là gọi là những ngựa dễ thuần phục. Cái thứ ba nữa đó là trong các hàng thê thiếp đó, thì nhu thuận là thối thắng. Thì đây là chỉ cho những người phụ nữ mà ở đó là có thể nói rằng vừa là có lòng vị tha, vừa có lòng phan dung, và giống như là chúng ta nói là có công dung ngôn hạnh, hay là có những cái đức tính tốt,
vừa là hiền thiện, vừa có những đức tính tốt, mà trong đó có cái lòng vị tha và khoan dung đối với những người ở trong gia đình hay là những người xung quanh của chúng ta là như vậy. Thứ ba nữa là trong các cái hàng con trai, xin lỗi, thứ tư là trong các cái hàng con trai gọi là trung thành là tối thắng, thì ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là dù con trai hay con gái, mà cái người mà có trách nhiệm, sống có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, thì đó là những cái người con trai tối thắng ở trong các cái hàng con trai. Thì dù quan niệm có như thế nào, là trưởng nam hay là út nam hay là cái gì đó, thì cái đó là quan niệm nó chỉ có giá trị ở trong cái suy nghĩ của mình, hay là một vùng miền, hay là tùy theo mỗi người. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài gọi là cái người con trai gọi là tối thắng là cái người trung thành. Mà trung thành ở đây á, là cái người mà có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Mà chúng tôi đã nói khi nãy là một gia đình mà mình có cái bổn phận của một người con trong gia đình, trước nhất là trong gia đình, sau đó mới tới cái ngoài xã hội. Trong gia đình cho tốt rồi mới tới là tới ngoài xã hội. Thì ở đây đó là mặc dù là cái tựa đề của bài là gọi là ưu tú giữa đồng chủng. Đồng chủng là cùng chung một loài, hai chân hay là bốn chân, hay là những người phụ nữ, hay là những hàng con trai hay con gái gì đó. Nếu mà được như vậy là tối thắng. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, mặc dù cũng còn nhiều cái ý nữa, nhưng mà sẽ để dành cho chư Tôn Đức các ngài sẽ trình bày chia sẻ thêm về cái ý nghĩa của bài học hôm nay, còn những cái ý nghĩa khác nữa. Thì chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin được xuống nít. Sa thú cái chân từ tòa Pháp Tự. Cái bạch chi thống đức là thưa quý Phật tử, trước khi bước qua phần thảo luận thì chúng tôi xin có một vài điểm để tiếp theo lời của Thượng tọa Pháp Tịnh. Trước nhất là ở trong thuật ngữ Phật học tiếng Việt, chúng ta thường ảnh hưởng cái hệ chữ Hán. Thì ở trong Phật học Đại Từ Điển thì có cái chữ gọi là Lưỡng Túc Tôn, Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn. Thì trong Phật học Từ Điển vẫn dùng cái chữ Vạn, giống y hệt như là chúng ta xài ở tại đây, và tức là bậc tối thượng giữa loài hai chân. Nhưng mà ở trong Phật Từ Điển thì là giải Lưỡng Túc Tôn nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa đen là giữa các loài hai chân, và thì bậc cái đẳng giới giác là tối thượng. Thì cái cách giải nghĩa đó là ăn khớp với cái bản cái Phật ngôn ở trong cái Tư Ưng Bộ Kinh này. Nhưng mà Lưỡng Túc Tôn, còn chỉ tôn nghĩa là cao quý nhất, và Lưỡng Túc là cao quý nhất giữa các loài hai chân. Nhưng mà Lưỡng Túc Tôn lại còn có giải thích là về cái phúc đức và sự giác ngộ. Và phúc đức tức là ví dụ Ngài sanh ra Ngài làm vua, Ngài sanh ra Ngài có cha mẹ là bậc cao trọng, cuộc sống đầy đủ và vật, cái là gọi là phúc đức. Và cái trí tuệ. Rồi lại có một định nghĩa nữa là Lưỡng Túc Tôn là bậc đầy đủ đại bi và đại trí. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà trong từ ngữ Phật học Hán Việt đó, mà nói Lưỡng Túc Tôn đó, thì thường là người ta hiểu đó là bậc có đầy đủ phúc đức và trí tuệ. Nhưng mà thật sự cái chữ Lưỡng Túc Tôn ở trong Phật học Đại Từ Điển Trung Hoa đó thì giống y hệt như ở tại đây là giữa các loài hai chân thì bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Thì mới ai mới nghe định nghĩa này cũng hơi lạ, tại sao giữa các loài hai chân? Thì theo
cái phân loại ở trong kinh đó, thì cái loài thú vật nó gọi là bàn xanh. Bàn xanh nghĩa là đi ngang, đi ngang, đi ngang ở đây chữ bàn là ngang, chữ bàn xanh có nghĩa là cái loài đó nó không có tai mà nó đi, nó có bốn chân do cái thân nó ngang, chúng ta gọi là tướng túc. Dạ, tướng túc. Thì cái loài mà đi ngang hay là bàn xanh và loài có bốn chân đó, thì thường là những cái loài nó kém hơn cái loài đi bằng hai chân. Dạ, tại vì có hai chân, có hai tay, cái sinh hoạt nó khác. Thành ra theo ở trong kinh đó, thì nhân loại mà đi hai chân đó, thì cái ngoại hình đó, nó tương tự như chư vị Phạm Thiên. Dạ, chư vị Phạm Thiên và chư vị Chư Thiên, tất cả vì đó đều đứng thẳng hết. Và ở trong cái sự phân biệt của các cái loài, của những cái nhà sinh vật học đó, thì họ có cái chữ là các loài linh trưởng, và primate. Thì những cái loài linh trưởng á, thì trong đó có con người và con khỉ, con vượn. Nhưng mà thiệt ra thì con khỉ, con vượn có cái đặc biệt gọi là linh trưởng. Cái tánh linh nó khôn ngoan, ví dụ như nó có thể đi, nó có thể lấy cái tay để nó mở cái hạt này, hạt kia. Nhưng mà chúng ta gọi là có đôi lúc nó cũng đi cả hai tay hai chân. Thật ra có những loài linh trưởng như là khỉ đột hay là con vượn vân vân, thì nó chúng ta tạm gọi là nó phân nửa half and half. Nhưng mà riêng về những loài đi hai chân đó, thì lại là những cái loài nói chung á, là phần lớn là xuất sắc hơn loài bốn chân. Thật ra nói về phân loại chúng sanh thì nó có nhiều cách phân loại, thì chúng ta có nhiều cách phân loại, nhưng mà có một cách phân loại đó là loài hai chân và loài bốn chân. Là hai chân giống như con người chúng ta hay Chư Thiên Phạm Thiên, là hai chân, là đi hai chân. Thì trong giữa các loài hai chân đó, thì Đức Phật là vật tối thượng, do đó Đức Phật gọi là Lưỡng Túc Tôn. Thì chúng ta nên nhớ cái chữ Lưỡng Túc Tôn đó là một cái thuật ngữ tương đối rất là chuyên môn, rất là đặc biệt, mà mình phải lưu ý. Dạ, phải lưu ý về điểm này. Và chúng ta cũng cần có một vài cái phân biệt rõ trong cái bản dịch tiếng Việt. Dạ, bản dịch chữ Kumari ở trong bản tiếng dịch là quý nữ. Dạ, quý nữ. Mà cái ở trong bản này chúng ta dịch là trinh nữ. Dạ, trinh nữ. Hay có nhiều khi ở trong tiếng Việt Nam chúng ta có một vài chữ như trinh nữ, sử nữ. Thì nó nói như vậy. Trong một số các cái quan niệm, mà ngay cả những cái nền văn hóa tương đối là bảo thủ á, thì họ quan niệm rằng một cái người nữ mà tốt nhất á, là trinh nữ. Và trinh nữ ở đây là từ thân tâm chưa có cái cuộc sống giao tiếp với nam giới. Thành ra những người này như một tờ giấy trắng, thì đi về á, thì người chồng sẽ hướng dẫn theo suy nghĩ, theo cái suy nghĩ của mình, sống theo cái sống của mình, thì họ gọi là trinh nữ. Lưu ý ở trong một vài cái nền văn hóa, ví dụ Kitô giáo đó, họ nói Đức Mẹ Đồng Trinh chẳng hạn, và một vài nền văn hóa khác thì họ xem trinh nữ là cái gì rất là cao quý. Thậm chí ở bên Nepal họ có cái đền thờ thánh nữ chỉ cho cái việc trinh nữ. Thì đó là quan niệm của dân gian, trinh nữ là quý nhất ở trong các hàng nữ giới, nhưng mà trong các hàng thế thiếp. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy là thục nữ. Và thục nữ tức là những người Phật tử phụ nữ hiền thục. Thì Đức Phật dạy rằng đám người nữ là có ba cái phiền não hơi nặng của người nữ. Một là người phụ nữ thì đa phần là cái tính rất dễ phẫn nộ. Dạ, phẫn nộ, tại vì cái đòi hỏi của cuộc sống nó đòi hỏi người phụ nữ kềm chế nhiều. Khi nào bực bội thì người phụ nữ hay phẫn nộ. Dạ, người phụ nữ dễ phẫn nộ. Và cái thứ hai là người nữ rất là dễ ganh tị. Ganh tị là tại vì nó thường có một cái có cái dễ cảm thấy rằng mình bị chiếm đoạt, mình bị qua mặt, mình bị lấn lướt, thì người phụ nữ hay so đo với người khác. Và cái đặc biệt thứ ba của người nữ là Đức Phật nói là người phụ nữ hay tây vị, hay thiên vị. Dạ, để khuyên hướng nữ tính là như vậy. Thiên vị tức là khi nào mà mình thương ai thì mình cho cái đó, người đó cái gì cũng tốt hết, mà mình ghét ai gì cũng xấu hết. Thành ra ba cái đặc tính là ganh tị, phẫn nộ và thiên vị đó, nó khiến cho người nữ đôi khi có những cái khuyết điểm. Thì đối với Đức Phật á, là cái người nữ mà quý á, không phải là người nữ quý là trinh nữ, mà người nữ quý đó là thục nữ, hay là người nhu thuận. Người nhu thuận là
sống biết lắng nghe, sống cái tâm hồn mở rộng, sống với một cái tâm hồn nhu nhuyến, chứ không phải là cứng nhắc hay dễ phẫn nộ hay dễ này kia. Ở trong bản dịch vậy là quý nữ, là tối thắng, thì cái chữ quý nữ nó mơ hồ lắm. Và sao gọi là quý nữ? Nhưng mà thật ra ở trong bản tiếng Anh cũng chỉ là maiden. Maiden tiếng Việt là trinh nữ, xử nữ. Nhưng mà chữ trinh nữ là cái chữ mà là trong thương thức nhân gian họ thường quý trinh nữ hơn. Và ở giữa các hàng thi thiếp, giữa các hàng phụ nữ, nữ nhân á, thì Đức Phật kệ không nói trinh nữ là quý, mà người nói là người nữ có tính nhu thuận. Và ở trong bản dịch á, thì cũng dịch là giữa các hàng con trai á, trưởng nam là tối thắng, đó là ở trong cái suy nghĩ của chư thiên. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài dạy rằng ở trong các hàng con trai, người đàn ông có trách nhiệm á, dạ, có trách nhiệm á, lại là người đàn ông quý nhất, chứ không phải là trưởng nam. Đời sống con người ở bên ngoài thì họ quan niệm rằng là trưởng nam á, là con trai đầu lòng là quý hết. Người Việt Nam chúng ta cũng có nhiều người quan niệm như vậy, trưởng nam, ví dụ như đặc biệt là gia đình những người gốc Bắc á, thì họ quan niệm con trai cả là quý. Thì Đức Phật dạy là con trai phải là trai cả, trai út và trai giữa là quý, mà vấn đề là người đàn ông có, người con trai có trách nhiệm là quý. Và có một cái chữ ở trong này là ở trong cái bản dịch, dịch là giữa các lời bốn chân thuần chủng là quý, là lời Đức Phật. Đức Phật không có nói thuần chủng, mà ngài đề cập đến là một loại cái ngựa mà thuần chủng và thuần hóa. Dạ, thuần chủng và thuần hóa, tức là quý vị biết là đặc biệt là trong các cái loài vật á, thì loài ngựa đó nó có được cả bốn phương diện về cái dáng đẹp của sắc vóc, sắc đẹp của cái sự dẻo dai, tức là chạy đường dài. Ví dụ như là người ta có thể con ngựa đi vạn dặm, con ngựa là con một cái loại là có thể thuần hóa, dạ, có thể thuần hóa. Thật ra cái phương trên phương diện mà thuần hóa, đem một loài ngựa hoang mà trở thành một con ngựa mà sống với loài người đó, thì kể cả con chó, con vật vân vân, nhưng mà không có cái con vật nào thuần hóa như con ngựa. Và cái hữu ích trong cuộc sống đó, thì nói về thuần hóa thì con voi cũng có thể thuần hóa, con chó có thể thuần hóa, nhưng mà là đặc dụng thì con ngựa đặc dụng. Thì ở đây chúng ta có xem những cái phim như Black Stallion hay là một số phim khác, thì chúng ta hiểu rằng cái giống ngựa mà thuần chủng là Arabica, và một số ngựa mà chúng ta không biết có nó như thế nào, như là hãng huyết mã, là ngựa mà đổ mồ hôi mà có màu đỏ chẳng hạn, rồi một loài vài loài ngựa khác. Cái đặc biệt của những loài này đó, khi mà nó thuần chủng ấy, thì nó lại rất là nó đúng là thứ quý thật sự. Nhưng mà thuần chủng chưa đủ, còn phải thuần hóa nữa. Và ở trong tiếng Anh nó gọi là thoroughbred, tức là cái loại vừa thuần chủng thuần hóa, tức là đã lời ngựa rồi, mười ngựa thuần chủng mà gọi là đặc chủng, thuần chủng và thuần hóa, tức là được hướng dẫn đầy đủ. Thì khi một con ngựa đặc chủng và thuần hóa đó, thì ở trong các loài vật nó là một cái loài vật rất là ưu việt, ưu hạng. Chúng tôi biết là trong tất cả nền văn hóa của thế giới, nền văn hóa Âu Châu cũng vậy, nền văn hóa Trung Hoa, chúng ta nhớ trong nền văn hóa La Hy đó, mà chúng ta coi những phim La Mã từ xưa, những cái con ngựa được cởi, được kéo xe, và trong văn hóa Trung Hoa cũng vậy, Ấn Độ cũng vậy, thì hầu như tất cả những nền văn hóa trên thế giới, loài ngựa nó có một cái vị thế rất là đặc biệt ở trong hội họa, trong âm nhạc, ở trong điêu khắc và ở trong thi ca. Chúng tôi không biết là quý vị có để ý là những bức tranh về những con ngựa như là ngựa đó thành công, hay là bức tranh như bức tranh khác, thì chúng ta thấy một điểm rằng quả thật là cái loài ngựa mà thuần chủng thuần hóa đó, nó là có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt trong lòng con người, vừa là đắc dụng và vừa là đẹp, vừa là bền bỉ. Thành ra cái quan niệm mà con bò, dĩ nhiên con bò đực nó đắc dụng với người Ấn Độ đó, nhưng mà bò đực thì không cởi đi xa được, và nó cũng đẹp,
Dạ, không có đẹp. Mặc dù người ta thờ bò với Ấn Độ nhưng mà nó không đẹp như loài ngựa. Thì chúng tôi xin nói như vậy là trong cái bản dịch á, thì nói rằng giữa các loài hai chân chánh giác là tối thượng. Thì chúng tôi có dịch lại là bậc chánh đẳng chánh giác á. Bậc chánh đẳng giác á, là bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn tức là bậc tối thượng giữa loài hai chân. Dạ, chúng ta không nói lưỡng túc không mà chúng ta nói lưỡng túc tôn. Và chữ lưỡng túc tôn ở đây mình phải hiểu rõ là giữa các loài hàng hai chân Đức Phật là tối thượng. Chứ không phải lưỡng túc tôn là bậc có đầy đủ phúc đức và trí tuệ. Dạ, phải rất là cẩn thận. Rồi chúng ta nói về giữa các loài bốn chân á, thì vị chư thiên đó là bò đực. Thì ở trong bản hiệu đính thì chúng ta cũng nói là bò đực. Nhưng mà đó là lời nói của vị thiên, lời nói Đức Phật á. Thì trong cái bản dịch đó là thuần chủng là tối thượng. Thì cái chữ thuần chủng chúng tôi nghĩ là không đủ, mà phải nói rằng là một loài ngựa mà thuần chủng và quá. Dạ, ngựa thuần chủng thì quá là tối thượng giữa loài bốn chân. Và giữa các hàng thê thiếp á, thì ở trong cái bản dịch là đây là lời của chư thiên. Lời chư thiên nói là quý nữ là tối thượng. Nhưng mà thật sự chữ quý nữ nó mơ hồ lắm. Nó phải nói là trinh nữ là tối thượng. Đó là quan niệm chúng sanh. Và câu trả lời của Đức Phật là giữa các hàng hàng thê thiếp hay hàng nữ nhân đó, thì cái người nhu thuận được xem là tối thắng. Và trong cái bản dịch thì giữa các hàng con trai cái sự trung thành, người đứa con là trung thành tối thắng. Thì chỉ trung thành không dịch ở đây, mà chúng ta phải nói rằng những người đàn ông mà sống có trách nhiệm thì được Đức Phật gọi là tối thắng. Thì quý Phật tử cần lưu ý rất rõ cái sự khác biệt giữa bản dịch và bản hiệu đính. Và có một vài điểm trong bản hiệu đính mà rất là khác biệt với bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đồng thời chúng ta cũng phải hiểu rõ cái ý nghĩa, sự khác biệt giữa cái quan điểm với giá trị của chư thiên và giá trị mà Đức Phật dạy. Bây giờ thì chúng ta qua phần thảo luận. Bạch Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt trước máy không? Hình như Thượng Tọa Tuệ Siêu không có mặt trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thế thì bà trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng cũng không nghe được. Sư Nguyên Thông nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Ồ, dạ, thấy Thượng Tọa thực sự ra, xin lỗi Sư Nguyên Thông. Mà Thượng Tọa, từ xưa, khi mà mình đọc ở trong kinh và mình quan sát ở bên ngoài, cái loài bàn xanh là loài mà đi bốn chân mà thân mình đi ngang á, và cái loại mà đi hai chân thì tôi có thể chưa biết là có loại nào mà đi bốn chân mà nó lại tốt hơn loài hai chân không, và phải chăng là chúng sanh mà đi hai chân thường là chúng sanh có nhiều phước báo và có nhiều cái sự linh mẫn, có nhiều trí tuệ hơn loài bốn chân, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, thực ra thì chúng tôi cũng không có cái quan điểm về cái loài hai chân, cái loài hai chân mà tốt hơn cái loài bốn chân có phước báo hơn. Bởi vì như chúng ta thấy trong
cái loài vàng xanh thượng cầm hạ thú, loài chim nói chung, tức là trong đó có cả con gà con vịt, nó cũng đi bằng hai chân. Tất cả các loài chim, loài điểu thì đi bằng hai chân thôi, còn loài thú thì nó có không chân. Bà Đà Cô có bốn chân, chân tức ba đồ, và cái loài đa chân và hấp ba đồ là nhiều chân. Thì ở đây nếu mà chúng ta nói rằng cái loài hai chân là khôn ngoan có phước báo nhiều hơn loài bốn chân, thì chúng ta lại quên kể cái loài bàn xanh mà thuộc về có lông vũ, như là loài chim, chim vân vân. Thì tất cả các loài đó như đà điểu này kia cũng đi bằng hai chân không? Cho nên nói thì chúng tôi không có quan niệm đó. Và ở đây thưa quý vị, thực ra thì nếu mà Đức Phật Ngài thuyết pháp á, thì Ngài không có chỉ nhắc đến có loài hai chân và có loài bốn chân không, mà trong cái bài kinh gọi là Khanda Sutta, khi mà các vị tỳ kheo sống ở rừng và bị một vị tỳ kheo mà bị rắn cắn ấy, khiến cho vị đó mệnh chung, thì các vị tỳ kheo mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật lại nói rằng nếu như mà vị tỳ kheo ấy sống ở trong rừng mà có cái tâm từ với các chúng sanh thì sẽ không có bị hại như vậy. Đức Phật còn mới dạy cái bài Vurukhe Hê Mê Mết Tăng Mết Tăng E Ra Pa Thê Hê Mê Chạp Gia Pô Tê Hê Mê Mết Tăng Mết Tăng Cành Hà Gô Tâm Bất Tê Hê Chắc. Abba Đà Cô Abba Đà Tê Hê Mê Mết Tăng Mết Tăng Đi Ba Đà Tê Hê Mê Chạp Tấp Bà Đê Hê Mê Mết Tăng Mê Tăng Bà Hấp Bà Đê Hê Mê. Là Ngài dạy cái cách mà rải tâm từ ngoài cái ta hãy có lòng từ với loài rắn chúa Virupakha hay Erapatha Chapyaputta hoặc là Gotamaka. Ngoài ra đó thì ta hãy có tâm từ với loài không chân, ta hãy có tâm từ với loài hai chân, ta hãy có tâm từ với loài bốn chân, ta hãy có tâm từ với loài nhiều chân. Apa ma mang ba đa cô hình sĩ ma mang hình sĩ đi ba đa cô ma mang tất ba đô hình sĩ ma mang hình sĩ và hấp ba đô. Mong rằng loài không chân không làm hại ta, mong rằng loài hai chân không làm hại ta, mong rằng loài bốn chân không làm hại ta, mong rằng loài đa chân không làm hại ta. Cả cái bài kinh đó là Đức Phật Ngài dạy cái cách mà tu tập tâm từ đối với chúng sanh, mà ở đây đặc biệt là nói đến những cái chủng loại không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Nếu mà Đức Phật Ngài thuyết thì Ngài thuyết đầy đủ như vậy. Còn ở đây chẳng qua là tại vì vị trời đó đến nói lên với Đức Phật
cái bài kệ, mà trong bài kệ này vị này có cái sự nhận xét chỉ về cái loài hai chân, chủng loại hai, chủng loại bốn chân, các hàng thế thiếp, các hàng cái, thì Đức Phật ngài mới dựa vào bài kệ đó để mà ngài đối lại bằng bài kệ. Nó có ý nghĩa khác biệt và sâu sắc hơn vị chư thiên, vị trời đó, như vậy thôi. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu không có vấn đề cần phải nói là cái loài hai chân, loài bốn chân, cái loài nào hơn. Chỉ là vì khi Đức Phật ngài đối lại cái câu đầu tiên của vị trời đã nói giữa các loài hai chân, sắc đế lị là tối thắng, đó là cái vị trời này muốn đề cập đến giữa loài người á, thì vua, người mà làm vua là xem như tối thắng giữa loài người. Ở quốc độ nào cũng vậy, cũng đều có một vị vua. Xứ sở nào cũng có một vị vua, một vị lãnh tụ. Và cái vị vua, vị lãnh tụ đó được xem như là vị đó ưu tú ở cái quốc độ đó. Giống như Tổng thống Mỹ gọi là đệ nhất công dân vậy đó. Thì quan niệm của cái vị trời đó cũng giống như, cũng như là bao nhiêu người họ quan niệm là ở trong xứ sở của họ, trong đất nước của họ, thì cái vị vua, cái người mà cầm đầu á, người đó là người tối thắng. Họ chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật ngài nói giữa cái loài người á, thì bậc chánh đẳng giác là người đã đi trước tìm ra được cái con đường giải thoát cho tự mình và giải thoát cho các chúng sanh. Cho nên được xem như là cái bậc tối thượng. Đơn giản là như vậy. Và khi mà nói đến cái loài bốn chân thì cái quan điểm của cái vị trời đó cũng giống như những cái người dân ở Ấn Độ, họ quan niệm bò đực Palipaddo, là tối thắng những cái loài bốn chân, bởi vì họ tôn thờ cái loài bò và xem như là sức mạnh nhất, dẻo dai nhất. Nhưng mà Đức Phật thì ngài đối lại bằng cách là ngài nói A Cha Ni Vô là cái loài được thuần hóa, dầu cho cái con vật bốn chân đó, loài thú đó như thế nào đi nữa, thì có khi thì nói là con sư tử, có khi là nói con cọp. Cái đó là nói theo cái khía cạnh, theo quan điểm của từng người, từng bộ tộc, hay từng quốc độ, từng văn hóa, miền vùng mà họ quan điểm cái con vật nào là tối thắng. Nhưng mà ở đây một cách tổng quát, nói chung chung được, tức là hễ như thuần hóa, cái con vật nào mà thuần hóa được đó thì được xem như là tối thắng. Thì ở đây đó, theo chúng tôi thì cả cái trường hợp hai chân hay bốn chân ở trong bài kệ này chỉ đề cập đến hai vấn đề đó, hai cái chủng loại đó, là bởi vì dựa theo cái hai câu kệ đầu của vị chư thiên
của cái vị trời đó, ngài Đức Phật này đối lại. Còn vấn đề thứ hai là theo như trong câu hỏi, thì phải chăng những loài hai chân có nhiều phước và linh mẫn hơn loài bốn chân? Chúng tôi xin thưa rằng là trước hết chúng ta phải nhận xét về cái loài hai chân là loài nào cái đã. Nếu là loài chim, loài có lông vũ, nó đi bằng hai chân, thì trong trường hợp này chúng ta không thể nói được. Cho nên cái loài hai chân ở đây đó là chúng ta chỉ giới hạn ở trong cái chúng sanh tam nhân, nhị nhân hay tam nhân thì được. Tức là hạng mà tục sinh bằng cái tâm nhị nhân, vô tham vô sân, tâm quả nhị nhân đó. Tâm quả tục sinh mà nhị nhân là vô tham vô sân, hay là tam nhân là tâm quả thức, thức quả tái sanh, mà có ba nhân tương ưng là vô tham vô sân vô si. Thì ở đây trong trường hợp này, nhị nhân tam nhân đều là chỉ cho loài hai chân là nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Thì cái trường hợp này chúng ta mới nói rằng cái loài hai chân đó mới có nhiều phước và linh mẫn hơn các loài thú nói chung, tức là đoàn sanh không thể sánh bằng được. Thì chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi đó. Bà kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, bạch Chư Tôn Đức Quan Hỷ, là vì ngày mai này chúng tôi lại phải trở lên trên Sài Gòn để thuyết pháp nữa, cho nên có lẽ là trong ngày hôm nay chúng tôi cũng từ chùa Trúc Lâm đi thuyết pháp xong đi về, bây giờ chúng tôi phải trở lên để mà đi thuyết pháp một ngày nữa. Vì vậy cho nên xin phép được Chư Tôn Đức hôm nay chúng tôi nghỉ sớm để sáng mai chúng tôi đi sớm. Và bây giờ thì có mặt Thượng Tọa Pháp Đăng, hồi nãy thấy Thượng Tọa đã trả lời là có mặt rồi, và có thêm Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân. Kể như ngày hôm nay là chúng ta một ngày đẹp trời, có đầy đủ các vị giảng sư ở trong room. Xin các ngài giúp giùm cho cái phần thảo luận còn lại với 30 phút. Xin thỉnh Thượng Tọa Gia Trận trở lại. Sa thú kính thiền Thượng Tọa Tuệ Sư, thỉnh sư minh nghị. Bây giờ hôm nay chúng ta cũng đông, tiếp theo xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng, ở trong những cái nền văn hóa khác thường họ nói đến cái giai cấp quý tộc, giai cấp quý tộc hay là giai cấp những vị gọi là vương giả hay là vua chúa. Nhưng mà từ cái cảm nhận của Thượng Tọa Pháp Đăng là khi mà nói đến sắc đế lị hay giai cấp sắc đế lị ở trong bốn cái giai cấp của xã hội Ấn Độ, thì cái giai cấp sắc đế lị nó có giống như cái giới vương giả ở tại các đình, ở trong những nền văn hóa khác hay không, hay có gì đặc biệt hơn? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con nghĩ rằng những cái bài kinh mà mình thường hay tụng đó, và Đức Phật ngày cũng thuyết giảng như là bài kinh hành sanh đó, nếu mình nghe hàng sách đó, lỵ đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực, mình có ước nguyện đó, thì mình phải có năm cái pháp. Thì con nghĩ rằng cái giai cấp sắc đế lỵ mà được Đức Phật ngày nói trong cái nền văn hóa Ấn Độ đó, so sánh với những cái quốc gia đó, thì nó cũng không có khác biệt gì lắm. Mà có những lúc thì Đức Phật gọi là đời quyền làm chủ đó. Ví dụ vua chúa có quyền thì họ làm chủ, và khi họ làm chủ thì họ ban hành những cái luật lệ.
Thành ra khi mà nói đến cái giai cấp sát đế lị mà trong kinh Tạng thì cũng có rất là nhiều Đức Phật ngày phân biệt cho Pha Rá Ra Chá và Quan Xích Tha đó, thì ngài cũng nói đến cái giai cấp sát đế lị là giai cấp còn quý phái hơn là Bà La Môn nữa. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói về cái so sánh về kinh điển, so sánh về cái sự có mặt của vật chất hay là của uy quyền thế lực hay là của cái sức mạnh đó, thì có nghĩ rằng những cái dòng vua chúa đó là những cái dòng tộc mà được cái sự tôn trọng của những cái giai cấp khác. Nếu mình so sánh ra bốn cái giai cấp nên mà nghĩ rằng bây giờ cho đến nhiều cái xứ sở đó thì nó có một cái điểm là những cái vị hoàng tử sát đế lỵ đó được huấn luyện từ thuở nhỏ, nên khi mình nói đến cái vua chúa mà theo cái thời kỳ ở Việt Nam mà nói qua các đời vua đó thì cũng phải bắt học từ cái thuở còn rất là nhỏ. Và những cái vị giáo sư dạy những cái vị hoàng tử này đó cũng được tuyển chọn rất là đặc biệt. Một cái người mà được cái nền văn hóa, được cái sự ở trong một cái giai cấp, được cái sự huấn luyện đó, thì con nghĩ rằng nói lên nhìn vào như vậy thì mình cũng thấy rằng những cái người này quá thật là đặc biệt. Nên nhiều khi mình thấy những cái trường học để dạy những cái vị hoàng tử, nhưng mà đối với thường dân á, thì mình không thấy cái đó. Thường dân thì đi học ở đâu cũng được, nhưng mà có những cái trường mà để dạy cho như là trường sĩ quan lục quân chế độ Ngụy đó thì nó cũng phải đòi hỏi người đó phải có cái bằng cấp như thế nào, có cái học lực như thế nào để mới được vào những cái trường chuyên như vậy. Thì theo con nghĩ rằng Chúa mà sanh ra làm hoàng tử thì nếu mình hiểu theo lời dạy của Đức Phật á, thì một cái người mà tục sinh ra trong dòng vua chúa sắc đế lỵ đại phú đó, nói đến vua chúa mà giàu có đó, thì rõ ràng là họ là phải là người có phước, họ mới sanh vào những cái dòng vua chúa. Và nếu mình so sánh nữa đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài có dùng những cái lời ẩn ý mà ngài nói về những khu vườn khả ái đó, những vùng đất khả ái thì rất là hiếm, và những vùng đất quan mạc như ví dụ mình nói vùng Bình Thuận ở Việt Nam, những cái vùng Phan Rang, Phan Rí, những cái vùng mà cát, đất đai thì không có trồng trọt được phong phú, mà chỉ trồng được một vài loại nào đó thôi. Hay là mình thấy những cái vùng mà xương rồng mọc không á, những cái cây mà không có ăn được, đến nỗi mà những cái vùng đó thì khô cằn. Thì Đức Phật này cũng đem cái hình ảnh so sánh những cái vùng khả ái đó rất là ít. Thì ở đời ấy, cái người mà sanh trong giai cấp vua chúa đó thì rất là ít, rất là hiếm, và phải do cái phước báo công đức mới sanh ra được trong cái dòng sát đế lỵ đại phú. Như vậy thì con nghĩ rằng về cái giai cấp đó thì ở đất nước nào họ cũng có nói lên vấn đề đó. Bây giờ thí dụ như thời nào bây giờ những cái người vô sản khi mà họ có những cái thế hệ thì họ cũng nói thái tử đảng này kia nọ, họ cũng dùng những cái từ đó để chỉ cho những người này có những cái uy quyền thế lực, có những cái gì cũng đặc biệt hơn, nó có thế dựa thì cũng diễn đặc biệt hơn. Thì con nghĩ rằng những cái điều đó nó cũng đều là cái phước báo công đức, chứ không có tự nhiên mình muốn mà được. Vì nếu ở đời muốn mà được thì ai cũng muốn sanh vào những cái gia đình giàu sang quý phái như vậy, chứ không ai muốn sanh như gia đình nghèo mạt hay là nghèo đói khát, thiếu thốn, tật nguyền bệnh hoạn, bị sanh ra làm tôi đòi. Mình nhìn vào Ấn Độ đó thì nô lệ, bán nô lệ hay là cha nô lệ, con nô lệ đó, thì nó cũng trở thành cái gì mà thế hệ này họ truyền thế hệ khác cho đến sau. Vì thế giới họ muốn xóa bỏ những cái thế hệ đó, những cái cách xử sự cũng con người xử sự như vậy, nên họ xóa bỏ những cái giai cấp nô lệ đó. Nhưng mà con nghĩ rằng cái phước báo công đức á, thì cái việc mà làm
phước báo công đức thì cũng khó. Giống như người làm nông mà siêng năng mới làm có lúa, còn những người lười biếng thì họ phải đói khát. Thì cái người mà làm phước theo cái luật nhân quả của Đức Phật thì cái người làm phước để sanh ra sắc lý đại phú, Bà La Môn đại phú hay là gia chủ đại phú, muốn nói đại phú là có của cải tài sản, có uy quyền thế lực, có những cái địa vị ở trong cái xã hội giữa con người, thì con nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà Đức Phật muốn nói đến, một cái sự nỗ lực để người nông dân có lúa gạo mà không bị đói khát đó. Thì người nông lúa gạo mà không bị đói khát đó, thì người nông dân cũng phải siêng năng. Còn một cái người nông dân mà họ lười biếng thì họ đói khát. Thì đối với người mà giai cấp thấp nó cũng giống như người nông dân mà lười biếng. Còn một cái người nông dân mà siêng năng á, giống như giai cấp Xích Lợi hay là Bà La Môn đại phú, do họ siêng năng tạo trữ công đức, do họ siêng năng như Đức Phật kể rằng trong cái bài kinh hành sanh á, một là có lòng tin như Đức Phật, hai là phải có giới hạnh, ba là phải có đa văn, bốn phải có thí xả, năm phải có trí tuệ. Thì Đức Phật dạy đặt ra năm vấn đề đó với một cái Phật trí của vị chánh đẳng chánh giác, và ước nguyện để đắc chứng đạo quả thì cũng phải có 50 điều này. Thì con nghĩ rằng năm cái điều đó đó nó phải có sự nỗ lực, giống như người nông dân siêng năng để thu hoạch được lúa gạo, chứ một người nông dân có ruộng lúa mà lười biếng thì cũng phải đói khát, cũng phải thiếu thốn thôi, ngu đần thì cũng không có đủ ăn đủ mặc. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái một cái hành động nó cho ra cái kết quả, và một cái kết quả đó thì nó phải có cái hành động gì để đưa đến kết quả, mình gọi là nhân nó cho ra quả. Mà hãy nhìn vào quả thì phải biết cái nhân nó cho ra cái quả, chứ không có tự nhiên mà có. Thì con nghĩ rằng ở đất nước nào khi mà họ quy định những người đó là vua chúa, những người có uy quyền thế lực đó, thì đều là những người trong trăm ngàn triệu người mới có một người, chứ không có phải là có nhiều như vậy được. Nên những người đó vẫn là những người quý trọng. Thì theo con á, thì con có cái sự hiểu biết như vậy, và con cũng chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trả lại nếu có gì. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về bốn giai cấp mà là môn Sắc Đế Lị, Vệ Xá và Thủ Đà của Ấn Độ đó, thì nó rất là đặc biệt. Dạ, có dịp thì chúng ta sẽ bàn thêm vấn đề giai cấp. Nó rất là khác với quan niệm giai cấp của các quốc gia khác. Ở những nền văn hóa khác đó, giai cấp không hẳn là thuộc về tôn giáo, nhưng mà Ấn Độ thì giai cấp nó vừa xã hội, vừa tôn giáo, kinh tế, văn hóa, chính trị, đủ việc hết. Bây giờ thì chúng ta tiếp theo với Thượng Tọa Tuệ Quyền. Hy vọng Thượng Tọa Tuệ Quyền có thể cầm mic và nghe được. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt. Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền đọc ở trong Kinh Phật á, và chúng ta quan sát trong xã hội á, thì dù là xã hội Phật giáo hay là những cái xã hội không phải Phật giáo, thì có cái hiện tượng là về phân biệt nam nữ, và đặc biệt là trọng nam khinh nữ, và những cái quan niệm về ở trong gia đình là con trai cả là quan trọng hơn, trai út là được cưng nhiều hơn. Thì theo Thượng Tọa Tây Quyền á, những quan niệm đó, những quan niệm mà nó có thể cực đoan như vậy, nó hợp với Phật pháp hay không? Và nếu nó không hợp thì chúng ta có thể dẫn giải một vài trường hợp nào mà cho thấy rằng Đức Phật ngày không dạy như vậy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tâm Minh Hạnh, đại đức Từ Tri Siêu Nguyên Thông cùng chư tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ở trong tinh thần Phật pháp, chúng ta thấy Đức Phật không có phân biệt. Cái điều này chúng ta phải nói một cái điều chắc chắn là như vậy. Đức Phật không phân biệt là tức như là trọng nam hay khinh nữ. Nhưng phải nói rằng là trong nhiều cái giai thoại kinh thì chẳng hạn như bây giờ là như chúng ta thấy là thí dụ như Tỳ Kheo Ni xuất hiện vào tăng đoàn, thì đó cũng là một điều khó khăn mà Đức Phật ngài nhiều lần ngài phải suy tư. Đó cũng là chúng ta tạm gọi là một cái
một cái ưu tư, một cái sự suy nghĩ cuối cùng thì ngài vẫn chấp nhận. Nhưng nói đến cái tinh thần mà không có, có trọng nam khinh nữ thì ở trong kinh có một lần vua Vasinadi được nghe tin của hoàng hậu mình sinh hoàng tử mà chưa sinh hoàng tử mà sinh được ra công chúa, thì vua lại buồn. Thì không biết được cái tâm tư của vua Vasinadi, mà khuyên vua Vasinadi không phải là nữ nhân ra nó là điều bất lợi. Có những nữ nhân cũng sẽ làm nhiều cái điều tốt đẹp, ngược lại có những nam nhân sẽ là những người ác xấu. Trên Đức Phật ngài muốn Đức Vua không có sự phân biệt như vậy. Và chúng ta thấy trên tinh thần giáo lý, giáo điển của chính ngài, có nhiều tỳ kheo ni, có nhiều cư sĩ nữ vân vân đã chứng đắc thánh đạo thánh quả. Và đây cũng là ngày anh đang hỏi, giống như mà những người nữ mà xuất gia vì có chấm dứt sinh trở thành thánh quả hay không, thì điều này chắc chắn là như thế. Thì nếu như trên cái tinh thần giáo lý đã hiển bày như vậy, và cũng như là trên cái tinh thần pháp và luật của Đức Phật, nó có một cái điều mà căn bản rõ ràng, thí dụ như đề đạt bát kính pháp hay hoặc là giới của tỳ kheo ni nó nhiều hơn giới của tỳ kheo tăng. Thay vì tỳ kheo tăng là 227 giới, còn tỳ kheo ni nó 300 mấy giới. Thì ở đây muốn nói rằng là phải nói rằng là một cái nữ nhân khi mà tu vào thì nó rất là khó khăn, bởi vì cái sự sinh hoạt nó khó khăn, và cái sự an toàn cho một cái nữ nhân mà đơn độc ở cái nơi thanh vắng, ở núi rừng vân vân, thì đó chính là Đức Phật ngài đã tiên liệu được những cái khó khăn, những cái điều mà nữ nhân phải gặp phải, mà đặc biệt tức là những người đệ tử của chính ngài sẽ gặp phải những cái điều khốc liệt ở trong cuộc đời nữ tu của mình. Cho nên vì vậy quý vị biết là khi mà ở là không xa, không quá xa cái sự lưu trú của tăng đoàn, phải có một sự trợ giúp. Dĩ nhiên là không sinh hoạt, không ở chung sinh hoạt chung, nhưng cũng phải ở gần chứ không quá xa, để có sự tiếp trợ đến của các vị bên tăng đoàn, bên chưa tăng. Thì chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc được, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài thương chúng sinh không có phân biệt. Và nhiều người nữ tỳ kheo ni cũng được Đức Phật ngài xác định rõ có những cái biện tài, có những cái khả năng mà hơn người. Thí dụ đệ nhất về thần thông, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thuyết giảng, vân vân. Bên tỳ kheo ni cái trong là phẩm một người, phẩm tối thắng á, cũng có nói đến nhiều vị tỳ kheo ni như thế. Và chúng ta thấy những cái lời khen của Bính Tăng, của tỳ kheo tăng, Đức Phật ngài có khen và ngài cũng có chê. Của tỳ kheo ni Đức Phật có khen cũng có chê. Đấy là chúng ta biết nó đồng đẳng chứ không có một cái gì mà trên tinh thần là như thế cả. Và cũng như quan niệm mà trọng nam khinh nữ, con trai mới tốt nhất, để nó có phù hợp với cái lời Phật dạy hay không, thì ở đây Đức Phật ngài không suy nghĩ như vậy. Ngài không coi cái huyết thống nó là một cái sự truyền thừa mà để đời còn. Kính thưa quý vị, nếu mà nói trên cái tinh thần rất là hay, và chúng tôi được học với câu mà từ các vị tôn túc chỉ dạy đó, nữ nhân á là bạn lành của sa môn nhưng là kẻ thù của phật hạnh, vậy thôi. Cho nên vì vậy, nếu như bạn lành của sa môn, những vị hộ pháp từ xưa cho tới nay là những người cận sư nữ sẽ rất là nhiều, và làm miệt mài trong quá trình hoằng hóa độ sanh, hay là pháp này được di tồn còn ngày hôm nay, được kế tục kế thừa từng miếng cơm manh áo, là do những bàn tay của những người Upasika
cận sự nữ, vì tính tâm phụng sự lo lắng cho Thiêu Tăng được tốt đẹp. Cái điều đó chúng ta không thể nào mà không thể nhắc đến. Quả thật những năm tháng xa xưa đó, chính chúng ta thấy những cái điều đó thì có mấy bà mấy cô thôi. Ừ, góp nhặt vào lúc khó khăn, không có gạo, không có, có nhiều cái điều kiện, nhưng cũng vẫn cố gắng lo cho Thiêu Tăng. Và trong cái hội chúng như vậy, chúng ta cũng phải thành thật mà nói, trong hội chúng bất cứ chùa nào, Nam hay Bắc, Tông hay trống ngoài nước gì, thì cận sự nữ nhiều hơn cận sự nam. Đây là cái điều thật mà chúng ta nói như vậy. Mà những người nữ hộ pháp và có cái sự chăm sóc, có cái sự lo lắng, nó đặc biệt và nó tốt đẹp. Cho nên quả thật thì nghe quý vị biết là cái chuyện mà sinh trai sinh gái, cái kiểu mà trọng nam khinh nữ, cái chuyện đó là của xưa, và nó cũng không có phù hợp với tinh thần giáo nghĩa của lời Phật dạy. Đây là cái giá trị thật. Và ở đó chúng ta thấy không có những con người, không có những con người nào mà tốt một cách hoàn toàn, mà tốt một cách mãi, bởi vì tâm phàm phu thiện ác khôn lường. Nhưng làm sao họ có cái tính, họ có cái niềm tin nhân quả nghiệp báo, họ cái quy y, đó chính là tốt rồi. Quả thật đi vào cuộc đời chúng ta mới thấy những người hộ pháp họ chăm sóc, họ mới lo lắng cho Chư Tăng như thế nào. Dĩ nhiên cũng có những bàn tay của những cận sự nam rất là nhiều chứ không phải là không, mà nó cũng đặc biệt. Nhưng phải nói rằng là cái duyên cận sự nữ đối với Chư Tăng, đối với Phật pháp này, đối với cái sự tồn vong, đối với sự phát triển của Phật pháp là không thể thiếu. Thật sự ra nếu chúng ta đi vào các cái nước quốc giáo thì chúng ta thấy các bà các cô thường sẽ là những người nội trợ, và cộng một cái nữa tức là mỗi ngày một miếng cơm, một manh áo cho sự tồn vong của Phật pháp cho đến ngày hôm nay. Đó là chính xác như vậy. Bây giờ có ai nói rằng là cái chuyện tu đối với tinh thần giáo điển của Nam truyền á thì ngày hôm nay không còn gì khéo đi nữa? Cái này chúng ta phải nói thật nha. Dẫu cho ai nó với tỳ kheo ni thì người tỳ kheo ni đó không phải, quý vị có thương có kính đó là tỳ quý vị, nhưng chúng ta phải nói trên pháp và luật nó không còn, thì nó không còn chứ không phải là Chư Tăng áp lực cho không còn. Phải cái điều này, nếu như có một sự cộng sự của bên ni thì nó rất là tốt, nhưng Phật pháp Nam truyền đúng giá trị nguyên thủy thì không còn. Mà ai mà làm đi ngược lại cái điều đó là đi không đúng trên thần Phật dạy. Ngài đã tuyên đón cái sự chấm dứt nó sẽ như thế nào, và cái sự tiên liệu đó Đức Phật Ngài biết. Xem như 500, 1000 năm qua là xong. Cho nên vì vậy chúng ta thấy nhiều khi đi vào chùa, chúng ta bên nhất là bên Nam Tông, chúng ta thấy các tu nữ thì họ là bạc giới, nhưng cái sự tu tập của họ nó cũng rất tốt, chứ không phải là xấu gì. Mà thở xa xưa Chư Tăng cũng như các ngài cũng vậy, các ngài cũng rất là trân quý cái sự tu tập của chính họ, và họ cũng là một những người hộ pháp rất lớn. Ngày hôm nay thì có một nhóm tỳ kheo ni, thì cái điều đó nếu mà chúng ta dựa trên đó thì tất cả cái tùy cái duyên, nhưng điều mà cái duyên đó là ai theo thì theo. Điều đó là chúng ta không cần phải nói ra, nó hơi ngọt chút xíu, nó hơi căng một chút xíu, nhưng điều cái gì là sự thật là sự thật, cái gì đúng nó là đúng, mà cái gì không đúng, cái gì sai vẫn muôn thở sai, cái gì là chân lý thì bao đời vẫn là chân lý, mà cái gì không phải là chân lý thì chắc chắn rằng nó sẽ bị hạn ngũ, nó
nó sẽ bị giới hạn. Thế là chúng ta nhớ rõ như vậy. Cho nên vì vậy đừng có cho rằng là cho nên xin xác định rõ là những cái quan niệm mà trọng nam khinh nữ, thì chúng ta thấy chính Đức Phật này là một người đã phá giai cấp, là một con người làm cho quân bình tất cả trong pháp, đi vào pháp và luật của chính Ngài. Những ai hướng tâm tu tập tốt đẹp thì người đó sẽ là người tốt, những ai không hướng tâm người đó sẽ là người không tốt, và những ai khởi lên thiện tâm người đó sẽ là người được Đức Phật ngày tán thán. Cho nên nam hay nữ nó không phải là một vấn đề ở trong tinh thần pháp và luật này, mà tất cả cần cái tâm, cần cái tình đúng đắn, một cái niềm tin, một cái chánh tri kiến và một cái sự tu tập tốt đẹp. Và thì đó chính là cần thiết. Thì kính bạch thượng tọa, trên dấu điển của chính Phật pháp không có dạy cái điều đó, không nói đến cái trọng nam khinh nữ, nó không phù hợp với, không có tụ hợp với quy giáo lý nhà Phật. Ông xin xác định lại như vậy. Nếu có điều gì cần hỗ trợ thì kính cùng tinh thần tập của ngày 52 nhé. Sao thú cái trường thực tập thiên quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời câu hỏi sau cùng. Sư Nguyên Thông, ở đây thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp một vài đoạn kinh mà nói về những cái cá nhân hay là cá thể ưu tú. Nhưng mà ở mặt khác thì chúng ta hiểu rằng cái chữ mạng ở trong Đạo Phật có nghĩa là so sánh giữa chúng sanh này với chúng sanh khác, giữa cá nhân này, cá nhân khác. Thì làm sao chúng ta nhận ra những cá nhân ưu tú mà chúng ta không rơi vào cái trường hợp gọi là mạng? Xin thỉnh ý kiến Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái câu hỏi mà Sư Phụ hỏi thì con nghe chưa có rõ lắm. Ok, câu hỏi số 4 hỏi rằng làm sao nhận ra những cá nhân ưu tú mà không bị rơi vào kiêu mạn. Dạ, kính thưa Sư Phụ, câu hỏi thứ tư này nó rất là hay, để cho tất cả chúng ta tỳ kheo cũng như là Phật tử hãy nhìn lại mình và càng kiểm soát thân khẩu ý của chúng ta để không có rơi vào những cái lỗi lầm như là kiêu mạn. Kính thưa Sư Phụ, pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy thì nhắm vào cái sự điều phục cũng như là kiểm soát những cái căn của chúng ta, tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta không phạm những cái tham sân si. Và nếu mà chúng ta thường xuyên tu hành hàng ngày, tức là quán sát và thiền định cái mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chú trọng về cái pháp hành, mà pháp hành tức là thiền định, tức là samatha và vipassana. Thì nếu mà chúng ta thường xuyên thực tập pháp hành đó, thì chúng ta sẽ có một cái là định, và cái định cái đó tức là cái mà chúng ta kiểm soát được cái thân khẩu ý của chúng ta trong cái giao tiếp hàng ngày. Mà trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh đó, có câu là khi xúc chạm việc đời, tức là khi mà chúng ta giao tiếp với thế gian, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Tự tại tức là mình biết mình, vô nhiễm tức là không nhiễm ô những cái ác bất thiện pháp, tức là tham sân si trong cái thân khẩu ý của chúng ta. Tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Vì vậy cho nên cái nhiệm vụ của chư vị tu sĩ cũng như là Phật tử mà tu hành, thì cái nhiệm vụ của chúng ta là thu thúc lục căn, những gì, những ác bất thiện pháp chưa sanh khởi thì không cho sanh khởi, còn đã sanh khởi rồi thì phải cố gắng tiêu diệt. Mà cái thiện pháp chưa có thì phải làm cho nó có, mà nếu nó có rồi thì phải bảo trì của nó.
Vì vậy tất cả những cái điều mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì Ngài sau cùng mà trước khi Ngài lâm chung á, thì Ngài có giảng dạy rằng một cách một cúng dường cao thượng nhất đến Như Lai là không phải là cúng dường Ngài bằng đô la hay là bằng trái cây hay là thực phẩm, mà Ngài nói là hãy làm theo lời Ngài dạy. Những điều mà Ngài đã giảng dạy thì hành theo lời Ngài dạy là một cách cúng dường cao thượng nhất đối với Như Lai. Vì vậy cho nên khi mà Nguyên Thông đọc được cái lời Ngài dạy của Ngài thì Nguyên Thông rất là vô cùng xúc động, là vì cái tâm từ bi của Ngài. Cái tâm từ bi của Ngài là khi mà chúng ta làm theo lời Ngài đã dạy, mà chúng ta thực hành một cách đúng đắn theo những lời Ngài đã dạy thì chúng ta sẽ chứng được, sẽ hiểu được, sẽ cảm được cái hạnh phúc mà Ngài đang hạnh phúc. Bởi vì khi mà làm theo lời Ngài đã dạy đúng đắn như vậy thì chúng ta sẽ chứng những đạo quả sơ nhị tam tứ quả. Mà chính sơ nhị tam tứ quả thì chúng ta từ một chúng sanh vô minh sẽ trở thành người giác ngộ. Và khi mà người giác ngộ chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc trong cái niết bàn. Lúc mà còn sống là hữu dư niết bàn, mà là thân hoại mạng dung thì chúng ta sẽ ở trong cái vô dư niết bàn. Và đó là cái lời giảng dạy của chư Phật, và cũng là cái câu trả lời của con: làm thế nào để nhận ra những cá nhân ưu tú mà không rơi vào kiêu mạn? Thì khi mà chúng ta đối với cái trí tuệ hay cái biết của chúng ta thấy một người với một cái thân khẩu ý của họ, rồi họ làm cái gì thì chúng ta sẽ biết đó là một người ưu tú hay là một người bình thường. Kính thưa sư phụ, con xin trao mã là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú cái trường sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi muốn kết thúc bài kinh nghị hôm nay với một ý nghĩa rằng thật ra thì khi mà Đức Phật đề cập đến những cái giá trị cao quý trong cuộc đời đó, thì chúng ta thấy chung có một điểm, đó là Ngài nói đến những cái pháp cao quý. Những pháp cao quý, cái chữ pháp ở đây nó rất là khó. Ví dụ như khi mà đề cập đến những cái chúng sanh mà hai chân, thì cái vị lưỡng túc tôn không phải Đức Phật đề cao Đức Phật, mà Đức Phật lại dạy rằng những cái vị mà tự mình giác ngộ và có khả năng giáo hóa cho người khác cùng giác ngộ đó thì là tối thắng, là chúng ta gọi là Sambuddha. Và khi mà đề cập đến cái loài bốn chân đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái loài mà được thuần chủng, thuần hóa, tức là bây giờ nó không phải là cái chuyện đẹp hay xấu. Bình thường mà cái chúng sanh mà có thể được được thuần hóa và có khả năng cao độ, mà ở trong các loài thuần hóa thì còn túng mã đó, là thưa quý vị, chúng ta phải đọc rất nhiều về loài ngựa thì chúng ta mới thấy có những loài ngựa độc đáo lắm. Thí dụ như là có thể giúp cho chủ tìm về với chủ, hay là hỗ trợ trong lúc cần, hoặc là chạy đường xa, và có nhiều câu chuyện rất là cảm động. Rất cảm động. Như ví dụ con ngựa thiền cắt của Thái tử Siddhartha chẳng hạn, khi mà đưa Thái tử Siddhartha đi rồi trở về, biết rằng không bao giờ được phục vụ ngày nữa, thì con ngựa vỡ tim mà chết ở tại cái cổng phía đông của thành Kartilavè. Thì cái sự thuần hóa nó cũng là một pháp. Và khi mà nói đến cái người nữ thì Đức Phật nói là những người có cái tâm nhu thuận. Nhu thuận tức là không có can ngạnh, không có bướng bỉnh, không có phẫn nộ, không có thiên vị, và người biết lắng nghe, nhu thuận, thì nó cũng là một pháp. Và khi mà nói đến người đàn ông con trai thì đàn ông con trai là người nào mà Đức Phật Ngài dạy, không phải là con trưởng nam, không phải là người này kia, mà người sống có trách nhiệm. Và người có trách nhiệm, dù trách nhiệm trong tình cảm, trách nhiệm đối với gia đình, đối với quyến thuộc, đối với cha mẹ v.v. thì Đức Phật ca ngợi cái người đàn ông như vậy là người đàn ông xứng đáng. Thì những cái
những cái ý nghĩa mà nói đến từng hạng chúng sanh, dù là đối với loại hai chân, loại bốn chân, hay là đối với nam nữ vân vân, thì người đời có nhiều cái quan niệm, và những quan niệm này chúng ta gọi là quan niệm rất là cục bộ, quan niệm rất là cứng nhắc, quan niệm không có thoáng, và quan niệm không có chính xác. Nhưng mà qua cái lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì chúng ta thấy rằng ở đâu có thiện pháp, và cái thiện pháp được thể hiện đúng chỗ đúng nơi, thì ở đó nó được nói lên những cái cá nhân ưu tú, có những cá nhân rất là đẹp. Nên chúng ta đọc những bài kinh này thì không phải là Đức Phật Ngài dạy để chúng ta so sánh tôi như vậy là tốt hơn người khác, tôi như vậy là hay hơn người khác. Khi mình so sánh, dù là mình bằng người, mình hơn người, hay là mình kém cạnh hơn người, thì đối với Đức Phật thì những so sánh như vậy nó đều liên quan đến mana, đó là mạng hết. Trong trường hợp mà những chúng sanh nào mà sống mà thượng tôn những cái gọi là chân pháp, thiện pháp đó, thì chúng sanh đó thấy được cái giá trị thật sự của đời sống. Và về điểm này thường thức chúng ta không có. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân pháp thoại hôm nay của Học Tân biết về kinh Sát Đế Lị. Bây giờ thì thưa quý vị, ngày mai chúng ta có lớp học thắng pháp Abhidhamma, và chúng tôi sẽ phụ trách chương trình giảng ngày mai. Xin đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng và kính cảm ơn quý sư. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý chư lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kim chi